Dương. Kính thưa bà Nguyễn Thị Thu, phó tổng giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Việt Nam. Kính thưa tiến sĩ Phan Quốc Việt, tác giả chủ biên cuốn sách kỹ năng sống dành cho học sinh tiểu học. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý thầy cô giáo, thay mặt ngành giáo dục tiểu học của sở giáo dục đào tạo tỉnh Bình Dương, trước hết tôi xin chân thành gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị đại diện, quý vị khách quý đại diện cho sở giáo dục đào tạo, quý thầy cô, cán bộ quản lý và giáo viên lời chào mừng và lời cảm ơn đồng nhiệt. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo thân mến, giáo dục kỹ năng sống là một trong những nội dung góp phần thực hiện nghị định 29 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh luôn được coi là vấn đề thiết yếu, được lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương và các bậc cha mẹ học sinh hết sức quan tâm. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là giáo dục những kỹ năng mang tính cá nhân và xã hội nhằm giúp cho các em có thể chuyển tải những gì mình biết, những gì mình cảm nhận và những gì mình quan tâm thành những khả năng thực thụ giúp các em biết phải làm gì và làm như thế nào trong những tình huống khác nhau trong cuộc sống. Thực chất là giúp các em học sinh biết cách tiếp cận kỹ năng sống, đó là học để biết, học để khẳng định mình và học để cùng chung sống. Muốn vậy, chúng ta phải bổ sung kiến thức và năng lực cần thiết giúp các em hoạt động một cách độc lập, rèn luyện cho các em có những kỹ năng hình thành và củng cố qua quá trình trải nghiệm của bản thân, giúp các em nâng cao năng lực ứng phó với những tình huống khó khăn, mâu thuẫn trong quá trình học tập và trong cuộc sống hàng ngày. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo thân mến, giáo dục rèn luyện kỹ năng sống là việc làm thiết thực cấp bách cần có thời gian. Giáo dục rèn luyện kỹ năng sống phải được thực hiện đồng bộ trong ba môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường và xã hội. Các trường trung học phải đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của việc giáo dục kỹ năng sống cho các em là một trong những biện pháp thiết thực nhằm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh. Để lớp tập huấn đạt kết quả tốt, tôi đề nghị quý thầy cô giáo tham dự lớp tập huấn tích cực, trao đổi, thảo luận và có sự hợp tác với báo cáo viên để nắm chắc nội dung được tập huấn nhằm thực hiện có hiệu quả thực hành kỹ năng sống trong trường tiểu học, góp phần đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Thay mặt cho lực lượng giáo dục tiểu học của tỉnh, xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe lãnh đạo công ty cổ phần sách và thiết bị Việt Nam. Cảm ơn và chúc sức khỏe tiến sĩ Phan Quốc Việt. Cảm ơn công ty sách đã hỗ trợ tài liệu tập huấn. Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách mời và tất cả quý thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc lớp tập huấn của chúng ta đạt nhiều kết quả tốt. Xin cảm ơn.